Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 17 ngày 18 tháng 6 năm 2022. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió tây cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 17 ngày 18 tháng 6 năm 2022. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ.